Mình là lại một lần nữa được đồng hành. Và hy vọng rằng là trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin rất là bổ ích. Và trong buổi livestream ngày hôm nay chúng ta có những gì thì các bạn hãy ở lại và các bạn hãy tương tác với bọn mình nhá, đúng không ạ? Các bạn thân mến, đó là Hoàng Luân. Hình như là các bạn sinh năm 2001 thì khá là quen thuộc với anh Luân rồi. Tại vì năm trước thì anh Luân cũng là một trong những người mà đồng hành cùng với các bạn trong cả một cái quá trình mà các bạn ôn thi, đúng không nào? Đúng rồi ạ. Vậy còn ba bạn ngồi ở đây là ba người bạn đặc biệt như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với ba bạn ấy các bạn nhé. Trước tiên nào, xin mời Hoàng trước đi nào, xin mời em xin chào tất cả mọi người, mình xin giới thiệu, mình là Hoàng, mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay rất là vinh dự khi được có mặt trong buổi talk show sinh viên nói cùng với team văn học của chị Hiên, và mình mong rằng là những chia sẻ của mình trong buổi talk show ngày hôm nay có thể giúp ích cho tất cả các em 2K2 trong kỳ thi sắp tới ạ. Một bạn nam cực kỳ là lãng tử, đúng không? Rồi tiếp tục, bạn nam số 2 của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, mình là Long Giang, mình hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Rất vui hôm nay thì được đồng hành cùng chị Hiên và các bạn trong chương trình Sinh viên nói của Tem văn học chị Hiên. Mong rằng là chương trình này sẽ mang đến cho các bạn được những kiến thức bổ ích trong cái cuộc trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Ôi, có vẻ như là các bạn ấy đang khá hồi hộp đấy. Nên chị hy vọng là nếu như mà các bạn đang xem phần livestream này ấy, thì các em hãy tương tác để động viên cho các bạn ý một chút nhá, bởi vì chị cảm thấy là các bạn ấy đã bắt đầu run rẩy rồi đây. Bắt đầu thấy mồ hôi rồi đúng không ạ? Mồ hôi bắt đầu run vải rồi đây. Ok, xin mời bạn nam cuối cùng. Xin chào mọi người, mình là Hưng, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ. Mình rất vui hôm nay được đồng hành cùng học văn chị Hiên với buổi talk show sinh viên nói hôm nay. Các bạn ơi, đó là ba bạn mà ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với chúng ta, đó là bạn bạn Hưng này, rồi. Có bạn Giang này, đúng và không? Bạn Hoàng. Nếu như các bạn nào mà
cái sự thành công rất là lớn đối với team học văn chị Yên. Và hiện tại thì em đang thấy những cái comment ví dụ như là anh nào cũng ngon. Đó. Thì những bạn nào mà các bạn muốn cái thông tin của những khách mời thì các bạn có thể comment nhé, được không ạ? À, có một bạn đã comment ở đây rằng là chị ơi, cuối cái phần livestream này thì phát người yêu đúng không chị? Thật ra chị cũng không chắc về việc này, nhưng mà chắc chắn là cuối livestream này thì sẽ có quà dành cho các em. Thế nên là các bạn hãy cố gắng theo dõi đến cuối cái phần livestream ngày hôm nay của học văn chị Hiên nhá, được không nào? À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình thôi, được không ạ? À, các bạn thân mến, có thể các bạn sẽ rất là thắc mắc rằng là Sinh Viên Nói là chương trình như thế nào. Đây là một cái chương trình đồng hành của team học văn chị Hiên. Gì ạ? Với cái động lực, chị sẽ mở cái mic một chút nhé, tại vì là đang sợ là âm lượng hơi nhỏ. Các bạn thân mến, chị đang nói với các bạn là chương trình Sinh Viên Nói là một trong những cái chương trình mà team học văn chị Hiên đã làm để có thể trở thành một cái người bạn đồng hành cùng với các em. Ở trong chương trình này, bên cạnh việc là giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các trường đại học này, hiểu rõ hơn về các ngành đại học này, hiểu rõ hơn về cái cuộc sống đại học này, thì chị cũng hy vọng là nó sẽ giống như là một cái chương trình có thể tiếp lửa cho các em, để các bạn sau khi mà xem trong chương trình này, các bạn sẽ thấy là ôi, em rất là có động lực để có thể cố gắng để vào đại học giống như anh chị, được không ạ? Và ở đây thì chị mời đến đây ba bạn sinh viên cực kỳ là ưu tú. Và trong buổi ngày hôm nay, chủ đề của chúng mình sẽ là học khối A, học môn toán thì thi ngành nào cho nó phê pha, được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là trai kỹ thuật thì liệu là có khô khan giống như cái cách mà các bạn đang nghĩ hay là không, được không ạ? Nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình. Hãy nhớ là Sinh Viên Nói sẽ còn những cái số tiếp theo nữa, nên chị rất là mong các em có thể ủng hộ để team học văn chị Hiên có thể làm mọi thứ càng ngày sẽ càng tốt hơn, được không nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Anh Hoàng Luân sẽ công bố một chút về cái chương trình ngày hôm nay nhá. Ok, thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần các bạn nhá. Phần đầu tiên sẽ là phần thử thách dành cho 3 vị khách mời của chúng ta. Và phần thứ hai sẽ là phần sinh viên nói đúng theo cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và phần cuối cùng là phần truyền lửa. Và đặc biệt một điều rằng là trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì học văn chị Hiên cũng sẽ dành cho tất cả các bạn đang xem livestream này những cái phần quà, đó là xăng 8 cộng, một sản phẩm rất là hot từ chị Hiên. Đó. Đây. Ok, mình sẽ xin phép là được giới thiệu với các bạn nhá, được không ạ? Đây là cái phần quà dành cho các bạn nếu các bạn tham gia mini game trong buổi ngày hôm nay. Và mình cũng sẽ giới thiệu luôn, mình sẽ phổ biến luôn cái thể lệ của chúng ta ngày hôm nay. Đó là trong cái quá trình mà các bạn xem livestream, các bạn có thể tương tác cùng với bọn mình này, được không ạ? Và các bạn có thể comment những cái lời bình luận này, những cái phần chia sẻ, đúng không? Những cái lời mà các bạn thích nhất, ấn tượng nhất sau cái sự chia sẻ của ba khách mời đây. Đúng rồi. Và các khách mời đây của chúng ta chính sẽ là... chọn ra, đúng chính rồi, xác. Chính là giám khảo chọn ra ai là người có comment hay nhất và đặc biệt nhất, được không ạ? Để tặng một sản phẩm như thế này. Ok. Bên cạnh đó thì còn có cái cuốn sổ tay nhỏ phía dưới nữa, thì chị sẽ nhờ Luân lấy giúp chị. Đây đúng không ạ? Đây là sản phẩm điều nhỏ bé phi thường, một sản phẩm rất là mới và rất là đặc biệt của học văn chị Hiên. Mình sẽ thử mở ra nhá, được không ạ? Rất là đẹp nha các bạn nhá, được không ạ? Ok, được chưa nào? Bây giờ thì đấy là về cái xuyên suốt chương trình ngày hôm nay chúng mình sẽ có những phần gì. Nên là chị rất là mong các bạn có thể dành thời gian cho team chị Hiên ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy ở lại đây cùng với team chị Hiên, đưa tay cho chị để chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá những điều thật là bất ngờ trong chương trình này nhá. Bây giờ thì sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ vào một cái thử thách cực kỳ là cam go luôn, mang tên là đấu trường toán học. Và đây chính là thử thách gặp mặt dành cho ba bạn ngày hôm nay. Ok không ạ? Đây chính là thử thách gặp mặt dành cho ba bạn ngày hôm nay. Các bạn ơi, hôm vừa rồi ấy, thì 2K2 cũng đã thi thử rồi, đúng không ạ? Không biết là đề toán đối với các em có khó hay là không? Chị cũng không biết là đề minh họa năm nay thì liệu có làm khó được ba soái ca của chúng ta ở đây hay không? Nhưng mà chúng ta sẽ cùng thử thách các bạn ấy một chút nhé. Có vẻ như là gương mặt cực kỳ là lo lắng luôn. Bây giờ thì ở trên tay chị đây sẽ là đề của 5 câu. 5 câu này thì chị đã lấy ra ở trong cái đề minh họa, được không ạ? Chị sẽ gửi cho các bạn. Đây là 5 câu mà chị đã lấy ra ở trong đề minh họa. Và cái đạo cụ mà các bạn ở sẽ nhận được, đúng không ạ? Các đáp án ở đây. Rồi, các bạn sẽ nhận được ở đây là một trong những cái dụng cụ mà cực kỳ là gần gũi với 2K2 bây giờ. Chị sẽ đưa máy tính cho các bạn nhé, được không nào? Chị sẽ đưa máy tính cho các em. Đây, mỗi người một chiếc. Mỗi người một chiếc máy tính nào, ba cao thủ, mỗi người một chiếc máy tính. Có khi em suy nghĩ rằng là các bạn đôi khi các bạn không cần phải máy
tính hết chứ nhỉ? Có bạn nào tự tin với điều đấy không ạ? Chắc là không, không ai rồi, không ai rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 cái câu hỏi về toán học. Và chị mong là các bạn đang xem cái phần livestream này chúng ta cũng có thể nhiệt tình tham gia cùng với team chị Hiền. Ok không? Và chúng ta ở trên, các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, là chúng ta có những cái đáp án A, B, C và D giống như là đề minh họa của các bạn luôn. Và đây là 5 cái câu toán mà chị ban biên tập đã rút ra từ cái đề minh họa luôn. Và thử thách này đây là đấu trường toán học. Thế nên là ba vị khách mời của chúng ta chỉ có 30 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án thôi. Được không ạ? Và không biết bây giờ là ba vị khách mời đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta chỉ có 30 giây thôi nhá. Nên là các bạn sẽ chủ động làm và đưa ra kết quả nhanh nhất, được không ạ? Hãy để cho các bạn 2K2 thấy là đúng là các anh, đúng là đàn anh đi trước, cực kỳ đỉnh cấp, được không ạ? Bây giờ thì các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, em sẵn sàng rồi, em sẵn sàng. Rồi, không biết là các bạn đang xem livestream, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? À, các em đã sẵn sàng chưa ạ? À, chị nhìn thấy ở đây là đã có rất là nhiều những cái bình luận của các bạn. À, có bạn comment là em chọn đáp án là anh áo đen. Để một lát nữa nhá, một lát nữa xem là anh áo đen có chọn em không. Nếu như mà muốn anh áo đen chọn em thì hãy tương tác nhiều lên để nhận được quà từ anh áo đen nhá, được không ạ? Rồi các bạn đã sẵn sàng rồi. Các bạn đã sẵn sàng, MC cũng đã sẵn sàng, mà tổ kỹ thuật phát trực tiếp thì cũng đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1 và 30 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Chúng ta có đề số 01 ạ. Các bạn nhìn vào trong phần livestream giúp chị nhá. Chúng ta có đề số 01 ạ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, đề số 01. Các bạn ấy đang bấm máy tính, liên tục bấm máy tính. Rồi, và hiện tại thì đã thấy có khách mời giơ đáp án rồi ạ. À, các bạn ấy đã có đáp án của mình rồi. Ok. Rồi. 30 giây đã kết thúc và trong cái quá trình mà các khách mời ở đây các bạn xem câu hỏi và các bạn suy nghĩ để trả lời thì em đã nhìn thấy, em đã quan sát thấy có bạn Phan Hoàng là người đầu tiên giơ tay, đúng không ạ? Và bạn Phan Hoàng chọn đáp án là A. Thì không biết đáp án này có phải là đáp án đúng không ạ? Chính xác, đáp án A chính là đáp án mà chúng ta đang cần tìm. Và chắc hẳn rằng là các bạn đang xem ở đây, các bạn 2K2, các bạn đang kiểu có một cái thách thức ấy, là em đố anh giải được cái câu này, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên mà anh làm được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Phan Hoàng giải thích xem là bạn ấy đã làm như thế nào để có được cái đáp án A nhá. Xin mời Phan Hoàng. Dạ vâng, thưa chị, với câu hỏi đầu tiên là dạng toán cấp số cộng, đề bài đã cho U1 bằng 3 và U2 bằng 9 yêu cầu tìm công sai của cấp số cộng. Thì đơn giản với bài toán này, để tìm công sai thì chỉ cần lấy U2 trừ U1 và em lấy 9 trừ 3 bằng 6 và tìm được đáp án A. Khá là đơn giản. Dạ, theo em nghĩ đây là phần câu hỏi nhận biết ở trong cái form đề đại học thì em nghĩ là đúng tất cả bạn 2A2 cũng rất là cảm ơn Phan Hoàng, một tràng vỗ tay cho Phan Hoàng đấy. Và anh cũng đang thấy là có rất nhiều bạn đang xem livestream, các bạn cũng có cái đáp án là A và các bạn còn bảo là câu này các anh tính nhầm cũng ra. ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là cái câu hỏi số 2 thì nó có gọi là khó hơn không nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ sẵn sàng, các bạn sẵn sàng với câu hỏi số 2 chưa? Rồi, ok, đây là câu hỏi gặp mặt thôi, giao lưu thôi, đúng không nào? Rồi, các bạn đã sẵn sàng? 30 giây. Bắt đầu. Chúng ta đã có cái đề, vừa rồi ban kỹ thuật đã đưa đề cho các em rồi và hẳn rằng là các bạn cũng đã có được đáp án rồi, đúng không nào? Cố gắng lên các anh ơi, rất nhiều lời cổ vũ cho các anh. Rồi, bây giờ thì một lần nữa thấy là chưa hết 30 giây mà chính các khách mời ở đây đã có câu trả lời rồi. Và lần này thì theo quan sát của em thì em thấy là bạn Hưng, ở đây là bạn giơ đáp án đầu tiên. Thì đáp án của bạn Hưng là A. Thì đáp án này có phải là một đáp án chính xác không ạ? Đây chính là đáp án chính xác, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nghe một chút lời giải thích, tức là bạn ấy đã giải cái câu này như thế nào nhá. Ok không? À, Hưng, tại sao em lại chọn đáp án là A? Em có thể giải thích một chút không ạ? Như các bạn đã thấy thì đây là một dạng bài toán nhận biết đồ thị.
Và cái đồ thị ở hình đã cho là một đồ thị có hai thực trị là dạng đồ thị bậc 3, thì ta sẽ loại bỏ hai đáp án bậc 4, đó là đáp án C và đáp án D. Tiếp theo đó nữa, một điểm nhận biết là đồ thị hướng lên trên thì có nghĩa là phần hệ số A lớn hơn 0 thì ta sẽ loại bỏ đáp án B, và đáp án A chính là đáp án chính xác. Đúng không ạ? Thật ra là đừng hỏi chị về việc là cái phần giải thích vừa rồi có đúng hay không, bởi vì thực sự là cho đến thời điểm hiện tại thì chị không thể nhớ được những cái đó, thực sự là như vậy. Thế thì bây giờ chị muốn là các bạn khán giả, các bạn đang xem cái phần livestream này, các bạn bình luận giúp chị xem là cái phần giải thích của bạn Hưng vừa rồi có đúng hay không, có chuẩn chưa? Các bạn sẽ cho phần lớn các bạn học sinh cũng chọn đáp án là A. Ok, đó. Rất là nhiều bạn đã lựa chọn A ở đây, được không? Các bạn ơi, ok, đã có rất là nhiều bạn đồng tình rồi. Đã có rất là nhiều bạn đồng tình với cái phần giải thích của bạn Hưng rồi. Có bạn Mỹ Linh còn comment một cái câu rất là vui. Đấy là, thôi các anh cứ làm hết 50 câu để tụi em còn ngắm từ từ. Trời ơi, yên tâm, nếu như mà các bạn nhiệt tình thì chị sẽ mời lại các bạn ấy để có thể biết đâu trong một cái buổi nào đấy chữa cho các em một cái đề toán thì sao, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái câu hỏi tiếp theo. Chính xác, một cái câu hỏi khó hơn nhá. Bây giờ thì sẽ mời chuẩn bị nhá, chúng ta sẽ mời cái câu hỏi số 3. Xin phép câu hỏi số 3, bắt đầu. Rất là ổn, hiện tại vẫn đang có 400 bạn xem phần livestream này. Câu hỏi số 3 của chúng ta có khó hơn không ạ? Các khách mời của chúng ta đã có đáp án luôn rồi. Rất là nhanh luôn á. Cực kỳ nhanh. Tại sao mà các bạn ấy có thể làm những cái câu toán mà nhanh như vậy được? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe cái lời giải thích từ bạn mà đưa đáp án nhanh nhất. Chính xác và cao nhất. Chính xác luôn. Xin mời bạn Long Giang. Xin mời em. Đối với câu số 25 này là một câu khá là cơ bản trong cái dạng về tọa độ trong không gian OXZ. Và để biết một điểm có thuộc cái đường thẳng D này không thì ta chỉ cần là thay tọa độ của điểm đó vào trong đường thẳng, vào phương trình của đường thẳng D. Và các bạn có thể thay lần lượt, rất may mắn trong câu 25 này thì là khi bạn thay điểm A vào, bạn sẽ thấy là nó thỏa mãn luôn cái phương trình đường thẳng D, nên ta sẽ có đáp án luôn là phương án A, là phương án của câu 25. Ok, theo ban chuyên môn ở ngoài đang nói vào thì bảo là quá chuẩn rồi. Còn không biết là các bạn đang xem thì với cái phần giải thích của bạn Giang vừa rồi thì các bạn có thấy là dễ hiểu không? Chị rất là muốn có thể nhận được những cái lời comment của các bạn ở đây. Ok. Các bạn cũng đang comment cái đáp án đó là A. Rồi, ok, chính là câu A đúng không nào? Rồi, rất là tốt. Các bạn ấy đã vượt qua cái thử thách đầu tiên cực kỳ ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo luôn nhé. Câu hỏi số 4 dành cho các bạn. 30 giây, bắt đầu. Các khách mời của chúng ta vẫn không cần dùng đến máy tính, đúng không ạ? Các bạn ơi, hãy giúp chị chia sẻ phần livestream này nhé. Vì đây là một trong những cái động lực rất là lớn để team học ban chị Hiên sẽ tiếp tục làm những cái chương trình tiếp theo bổ ích hơn dành cho các bạn. Và đừng quên là ở cuối chương trình này chúng ta còn nhận quà các bạn nhé, được không ạ? Rồi, một lần nữa thì các khách mời của chúng ta đều chọn phương án là D. Một lần nữa rất là chuẩn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe một cái lời giải thích từ bạn Phan Hoàng đi. Nào, xin mời Phan Hoàng. Người được quan tâm nhất, đúng không ạ? Dạ vâng, đối với câu hỏi số 4 là một câu hỏi về phân tích phân. Theo cách giải của em thì đề bài đã cho là đặt U bằng X bình, thì công việc đầu tiên của em khi mà làm tích phân đó là phải đổi cận. Thì ở đây các bạn có thể thấy là khi mà X cận từ 0 đến 2, còn U thì bằng X bình. Như vậy là cận của nó sẽ là từ 0 đến 4, như vậy mình sẽ loại được luôn hai đáp án, đó là đáp án A và đáp án C. Công việc tiếp theo đó là mình phải đi tính vi phân. Ta có U bằng X bình, vậy thì DU sẽ bằng 2X DX. Như vậy mình chỉ việc thay vào biểu thức tích phân ở bên phải thì sẽ được là đáp án D, 1 phần 2 cận từ 0 đến 4 của em U DU ạ. Ok, rồi, đó là cái phần giải thích của bạn Hoàng đúng không nào? Các bạn ơi, các em có tin không? Phan Hoàng cầm giấy mà thế này. Chị đã quan sát rất là kỹ là Phan Hoàng cầm giấy và trong cái trạng thái như thế này.
mấy đứa này xem cái livestream làm gì mà để con nhà người ta bây giờ phải cầm giấy như thế này hả các em, trời ơi. Nhưng mà đúng là một cái phần giải thích hết sức là thuyết phục đến từ Phan Hoàng. Hình như là chị nhìn thấy là Hưng đang có một cái cách làm nó hơi khác một chút xíu đúng không? Chị muốn nghe thêm cái phần giải thích từ bạn Hưng được không nào? Như các bạn biết thì đề trung học phổ thông toán thì bây giờ sẽ là thi trắc nghiệm, nên là ngoài những cách giải thủ công lần lượt ra đề, ta cũng có cách nhìn vào đáp án để tìm ra đáp án đúng nhanh nhất. Thì theo như bạn Hoàng nhận biết cách đầu phần đầu tiên thì ta có u bằng x bình thì có thể nhận biết được cận sẽ từ 0 đến 4, thì có thể loại trừ hai đáp án A và C. Và khi mà ta có cận là từ 0 đến 2 là dương thì ta có thể đặt chuyển đổi x bằng căn u, và khi ta có d căn u sẽ bằng 1 trên 2 2 căn u, thì ta có hệ số của cái tích phân này là 1/2, ta có thể dễ dàng chọn đáp án D. À ok, cũng là một cái cách làm rất là xuất sắc. Thực sự là như vậy, một cái cách làm rất là hay luôn. Và trong cái quá trình mà xem các bạn comment ở đây thì có một vài bạn các bạn hỏi là chị ơi cho hình không gian đi ạ. Ok, hình như là cái câu số 5 chị nhìn không nhầm thì là bài hình không gian đúng không? Rồi, và hình như là thế phải không? Chị cũng không rõ, nhưng mà thôi bây giờ xin mời ban biên tập cho chị cái câu hỏi cuối cùng ở trong cái phần thử thách gặp mặt ngày hôm nay nhá. Câu hỏi số 5 của chúng ta, 30 giây dành cho khách mời, bắt đầu. Cuối cùng và thử thách cuối cùng dành cho các bạn ngày hôm nay. Rồi, và thời vẫn là của một đáp án trùng với nhau, giống nhau. Đúng là dân kỹ thuật nên là có suy nghĩ giống nhau đúng không ạ? Đều là đáp án B. Bây giờ thì chị muốn lắng nghe từ phía bạn Giang, là bạn mà giơ đáp án cao nhất. Nào xin mời Giang. Thật ra chị rất là ấn tượng với Giang nhé, bởi vì là bản thân Giang từ khi mà đến nhận lời tham gia talk show các thứ này, kiểu cảm giác rất là lạnh lùng luôn đấy, nhưng mà kiểu chắc chắn tất cả những cái điều mà bạn Giang bạn ấy nói với chị cảm giác rất là chắc chắn luôn đấy. Hay là dân bách khoa nên có đặc điểm thế hả em, trước khi trả lời câu hỏi nhỏ của chị trước, hay là vì thế? Em cũng nghĩ là do em quá chắc chắn đâu mà là có thể là em hồi hộp nên gì hơi bị hồi hộp à. Rồi ok, vậy thì bây giờ chị xin mời cái câu trả lời từ bạn Giang giải thích xem là tại sao mà em lại lựa chọn câu B nhé. Câu B này là một câu hình học không gian, tuy nhiên thì không quá khó, không phải là một câu quá thách thức đối với các bạn. Các bạn nên vẽ hình để dễ tưởng tượng hơn với những câu hình không gian như này. Nhưng mà em không cần vẽ hình vẫn tưởng tượng ra đúng không? Nên là câu này thì các bạn có thể lấy trung điểm của các cạnh AA phẩy, BB phẩy, CC phẩy và DD phẩy để ta có thể chia cái hình hộp ban đầu thành hai phần bằng nhau. Và qua quan sát thì ta sẽ thấy được rằng là thể tích của khối đa diện cần tính ấy, sẽ bằng thể tích của một nửa hình hộp trừ đi tổng thể tích của bốn cái tứ diện xung quanh. Bằng cái phương pháp mà so sánh giữa diện tích và chiều cao thì bạn sẽ so sánh suy ra được là thể tích của mỗi tứ diện sẽ bằng 1/24 của một nửa hình hộp, và tổng của bốn tứ diện sẽ bằng là 1/6 của nửa hình hộp. Suy ra là cái thể tích cần tính ta sẽ bằng 5/6 của nửa hình hộp, tức là bằng 5/12 của cả cái hình hộp đã cho. Và đến đây thì ta chỉ cần tính thể tích hình hộp là rồi nhân với 5/12, ta được kết quả là B30. Ok, trời ơi, các em có tin được không? Sau khi mà Giang giải thích xong thì chị Hải Quỳnh đang ở phía bên kia, mặc dù là một cô giáo dạy văn tương lai nhưng mà đang gật đầu lia lịa, rồi chị like lia lịa luôn. Có thể là bởi vì là bạn Giang bạn ấy đã giải thích quá là dễ hiểu đi. Thế nên là Hải Quỳnh và đang... có một bạn học sinh ở đây, đó là bạn Đoàn Thư, bạn có comment là nhìn anh áo sọc, tức là bạn Giang đây ạ, giảng kiểu giống thầy giáo ghê, rất chuyên nghiệp. Trời ơi, nếu như mà ai mà muốn anh Giang kèm thêm toán thì một lát nữa chị sẽ để lại Facebook của cả ba bạn ngày hôm nay để các em tìm được thông tin nhá. Nhưng mà nếu như mà các bạn nhiệt tình xem hết cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cơ, ok chưa nào? Rồi, đó là một đáp án đúng đúng không ạ? Và đó là một cái phần giải thích cực kỳ là đúng. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạm thời dừng lại cái phần thử thách ở đây để không khiến các khách mời toát mồ hôi nữa. Các em ơi, thoải mái lên chút đi. Chị cảm thấy các em run quá, ai cầm giấy cầm đề mà thế này. Rồi,
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên là sinh viên nói, được okay. không ạ? Rồi, bây giờ thì chị cần thêm các cái icon ở đây ạ. Các cái icon thả ở đây thì ban biên tập của chương trình cũng đã chuẩn bị những cái icon. Thì trước khi bước vào phần đầu tiên thì các khách mời có thể nhận giúp anh cái icon này nhá. Được không nào? Các bạn sẽ nhận hai cái icon, mỗi người nhận hai cái icon và các em có thể giơ lên này. Đó, hai icon của chúng mình đó là gì nhỉ? À, đó là một cái tim và một cái mặt buồn, được không ạ? Ở trong cái phần thứ hai sinh viên nói này thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua 8 câu hỏi ngắn. Và tất nhiên là các bạn ơi, ở trong cái phần này sẽ là phần chính của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì nên nếu như mà các bạn có bất cứ những cái băn khoăn gì về việc học đại học này, ôn thi đại học này, môn toán này, hay là những cái khối ngành gọi là những cái khối mà có toán thì mình có thể thi được những cái ngành gì, trường gì, thì các bạn hãy vui lòng để lại câu hỏi. Đội biên tập có thể đưa lại câu hỏi cho chị và chị sẽ gửi đến 3 bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay nhé, được không nào? Và các bạn đừng quên là trong buổi livestream ngày hôm nay thì Học Văn Chí Hiên cũng sẽ tặng 5 phần quà, đó là 5 bộ sổ tay văn học dành cho 5 bạn tương tác nhiều nhất cũng như là comment những cái phần chia sẻ của các khách mời ở đây. Thế nên là các bạn lưu ý nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước sang phần thứ hai luôn. Em ơi, cứ thả lỏng đi. Trời ơi. Mình tính nha, được không ạ? Căng thẳng quá. Trời ơi, đấy, cười lên đẹp trai hẳn. Chị hôm nay chị phải bôi rất là nhiều kem chống nắng đấy. Tại vì chị sợ là nhìn các bạn ấy cười kiểu chói quá, nên là chị phải bôi rất là nhiều kem chống nắng rồi, sợ là mình dễ bị đen. Đó. Ai ngờ mình bị đen bởi vì chói quá. Đúng rồi, nhưng ai ngờ là mình đã dùng kem chống nắng rồi mà cuối cùng vẫn bị đen các em ạ. À, chị ngồi đây chị cảm giác kiểu như là mình bị nếp vế bởi cái sắc đẹp của bốn con người này ấy. Nhưng mà thôi không sao, miễn là mang tới cho các em những cái điều tuyệt vời là được, đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên dành cho 3 vị khách mời của chúng ta đó là: thời gian ôn thi đại học, tâm trạng của các bạn như thế nào? À, tâm trạng của các em như thế nào? Hãy dùng icon để biểu lộ nhé. Có vẻ như các khách mời có hơi đắn đo, đúng không ạ? Ok. Vậy là chúng ta thấy 3 biểu tượng hạnh phúc và 1 biểu tượng kiểu khóc ở đây, đúng không ạ? Có 3 khách mời nhưng mà có đến tận 4 biểu tượng cảm xúc, đúng không ạ? Thì trước tiên là anh cũng xin muốn mời Phan Hoàng có thể chia sẻ một chút, không là không biết tại sao anh lại chọn cả biểu tượng buồn và biểu tượng thả tim ạ? Thật ra đối với giai đoạn ôn thi đại học thì đối với em thì có lẽ là cảm xúc lẫn lộn là cả vui và cả buồn. Buồn là bởi vì những cái áp lực của kỳ thi sắp tới tương đối là quan trọng. Buồn bởi vì mình là sinh viên cuối cấp và chuẩn bị ra trường rồi. Bên cạnh đó thì em cũng vui bởi vì quãng thời gian cuối cấp đối với mỗi bạn 2K2 bây giờ có lẽ cũng như vậy. Sẽ có rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ và em thấy vô cùng là hạnh phúc đối với những kỷ niệm đẹp đó. Ok. Các bạn ơi, chia sẻ thêm một chút xíu nhá. Là bạn Phan Hoàng ấy là một kiểu bạn nam kiểu rất là nổi tiếng ở Bắc Ninh. Và cụ thể là ở trường Thuận Thành 1 ngày trước. Tức là rất là đẹp trai này, lại biết thổi sáo này, hát thì lại hay này. Mà nói chuyện thì chị cứ mỗi lần nói chuyện với Phan Hoàng chị cảm giác kiểu vui vẻ. Chị thì không say, chị thì quá già để có thể say được, để say thính của Phan Hoàng rồi. Nhưng mà chị cảm thấy là kiểu cảm giác bạn ấy nói chuyện kiểu vui vẻ, phóng khoáng lắm. Và chị hy vọng là ngày hôm nay sẽ có nhiều bạn xin info của Phan Hoàng. Bởi vì là có một cái bí mật mà một lát nữa chị sẽ chia sẻ về cái Phan Hoàng sau, được không nào? Rồi, thì bây giờ chị muốn nghe thêm lời chia sẻ của Hưng đi. Nào, xin mời Hưng. Sau khi nghe câu hỏi của chị Hiên về thời gian đại học, à, câu hỏi là gì ạ? Run quá. Câu hỏi của chúng ta đó là khi mà câu hỏi của chúng ta là tâm trạng của em như thế nào trong cái thời gian ôn thi đại học. Vâng, khi mà nghe được nhắc đến tâm trạng cái thời gian ôn thi đại học thì cái cảm xúc đầu tiên em nghĩ đến là vui, mà không phải tất cả đều là vui đâu. Tất nhiên là có áp lực, những cái chuyện buồn lo lắng khác nhau, nhưng mà em luôn nghĩ đến là cái cảm xúc nhớ nhất là cái cảm giác mà được cùng cả lớp ôn thi rồi nhìn cả lớp đoàn kết giúp đỡ nhau học, thì đấy là cái là em tâm trạng mà em nhớ nhất khi mà đang ôn thi ạ. Ok, chị muốn nhận thêm cái lời chia sẻ của Giang nào, vào cái giai đoạn khá là nhạy cảm lúc đó. Em nghĩ là ai cũng vậy thôi. Học sinh lớp 12 nào thì cũng có những cảm xúc tương tự như nhau thôi. Em cũng giống hai bạn đây, thì cái khoảng thời gian ôn thi đại học rất là căng thẳng. Học hành ôn tập khá là căng ngày đêm luôn. Nhưng mà
ngược lại thì có rất nhiều niềm vui với các bạn. Và cái niềm vui ấy thì làm em nhớ hơn là cái khoảng thời gian căng thẳng mệt mỏi khi mà học bạn. Em khi mà nhớ về thời gian đó thì em nhớ nhiều về niềm vui hơn. Ok, được rồi. Chị thấy là các bạn ấy đã chia sẻ rất là chân thành với chị những cảm xúc ngày hôm nay. Và chị cảm ơn các em rất nhiều bởi vì đã cho chị cũng như là cho anh Luân có những cái khoảng thời gian để bây giờ nghĩ lại về cái thời cấp 3 của mình, những cái năm cuối cấp của mình đã cố gắng và nỗ lực như thế nào, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi tiếp theo cho các bạn ngày hôm nay nhá. Có một cái câu hỏi mà chị muốn đặt cho các bạn. Khi mà điền vào cái danh sách nguyện vọng ấy thì các em đã cảm thấy rất là khó khăn đúng không? Các bạn có thể dơ biểu hiện cảm xúc nhá. Các em có cảm thấy khó khăn với cái việc mà lựa chọn không? Khó khăn là dơ tim không ạ? Đúng rồi, khó khăn thì dơ tim, mà không khó khăn thì dơ buồn. Oh, tiếp tục là những cái cảm xúc khác nhau. Trước tiên thì là anh muốn một người đó là bạn Hưng sẽ chia sẻ trước và bạn đồng ý đối với cái câu hỏi của chị Hiên. Chị thấy ở đây có những comment như là anh Giang, anh Hưng, cu tê xỉu các kiểu này. Nói chung là kiểu giống như là kiểu có FC luôn rồi ấy. Sợ quá. Rồi. Cũng đa giống như đa số các bạn bây giờ thôi, thì lúc đấy, trong lúc ôn thi học thì mình cũng không rõ mình mục tiêu của mình muốn làm gì, nên là mình rất khó trong cái việc chọn trường, chọn ngành như nào, và kiểu rất là phân vân, nên là kiểu rất là khó khăn trong việc điền nguyện vọng. Hiện tại thì bạn Hưng, bạn ý đang là lớp trưởng của lớp kỹ thuật máy tính của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế nên là cái phong thái cũng rất là giống cán bộ. Khi mà Hưng đến ấy thì chị vẫn bảo là cái cách nói chuyện của Hưng kiểu như là cán bộ ấy, nhưng mà chị tin là chính bởi cái việc làm cán bộ nhiều như thế nên là cũng cho mình những cái trải nghiệm rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà chị rất là hiểu cái cảm giác của em khi mà mình phân vân giữa rất nhiều thứ và mình khó để mình có thể định hướng cái gì. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chị tin là em đã lựa chọn đúng, và chị thấy em rất hài lòng với cái lựa chọn của mình ở thời điểm hiện tại, đúng không? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe nhiều hơn những cái chia sẻ của bạn. Vẫn nhận được nhiều cái sự quan tâm nhất ở đây đấy, bạn Phan Hoàng. Xin mời FC ngáo đen, đúng không ạ, Phan Hoàng? Dạ vâng, đối với cái việc điền nguyện vọng vào hồ sơ thi đại học thì đối với em, trước khoảng thời gian thi đại học thì em cũng đã có tìm hiểu và có định hướng cho bản thân mình từ sớm. Thế nên là cái việc mà điền nguyện vọng vào đối với em thì không có quá nhiều khó khăn, bởi vì em đã tìm hiểu và quyết định từ sớm rồi. Em thì ngược lại với Hưng ở đây, em không bị phân vân lắm giữa các cái trường đại học, bởi vì không hiểu tại sao ngày xưa em rất là trung thành với Bách Khoa. Em điền 7 hay 8 nguyện vọng trong cái tờ đơn nguyện vọng của mình thì hầu hết là Bách Khoa hết. Tất cả đều là Bách Khoa luôn. Đơn là Bách Khoa, nên là cái việc điền của em khá là đơn giản. Tất cả đều là Bách Khoa. Đúng là kiểu gì sau hôm nay thì có nhiều người xin đi học toán Anh Giang lắm đây, đúng không? Rồi các bạn ơi, chị sẽ có một cái câu hỏi khá là thú vị tiếp theo dành cho các bạn như thế này. Đó là lên đại học thì nhàn lắm đúng không? Trước khi nghe các bạn khách mời đây chia sẻ thì anh vẫn nhắc lại là các bạn học sinh nhé, trong quá trình mà các bạn xem live stream, nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ đặt lại câu hỏi nhé. Đúng không ạ? Và bây giờ thì là người đầu tiên anh... Lên đại học nhàn lắm đúng không? Các em có thể dơ biểu tượng ạ. Lên đại học nhàn lắm đúng không? Không đồng ý à? Hình như là, ôi, lại có sự khác biệt rồi. Có một cán bộ ở đây, đúng không ạ? Cán bộ thì bảo là không. Đúng không ạ? Xin mời cán bộ. Ok. Như các bạn có thể, nhiều anh chị đi trước nói là nếu lên học rất là khó, rất là kiểu mất thời gian, phải nhiều việc học. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chúng ta khi mà bắt đầu lên đại học thì chỉ mất khoảng thời gian đầu là việc làm quen với môi trường học mới thôi. Khi mà chúng ta đã quen rồi thì có thể sắp xếp thời gian học hay thời gian làm nhiều việc khác thì thấy việc học trên đại học không quá khó khăn đâu, nên các bạn không phải lo lắng. Thế còn Giang thì sao em? Vâng, em cũng khá đồng ý với bạn Hưng một ý kiến là cái cách học ở đại học và cấp 3 khá là khác nhau. Ở cấp 3 thì các bạn ngoài thời gian học chính là buổi sáng thì buổi chiều có thể là học thêm ở trường để ôn luyện. Nhưng mà ở đại học thì khác. Cái thời lượng trong chương trình đào tạo đại học luôn thì có thể là trong một môn thì thời lượng học trên lớp chỉ là 2 phần. Còn lại là khoảng 3 phần thì lại là học ở nhà. Vậy cái thời gian cách học cấp 3 và đại học khác nhau, đại học tự học nhiều hơn. Vậy nên là nếu các bạn có thể làm quen nhanh và sớm thì cái việc học trên đại học cũng không có khó khăn. Ngược lại nếu mà
kém cho cái việc mà phân phối thời gian thì cũng khá là khó. Đúng rồi, đó là lý do tại sao mà em lại được cái số điểm ở trên trường Bách Khoa cao như thế, đúng không em? Chị nghe thông tin mong manh là bạn Giang bạn ấy học đỉnh lắm các em ạ, thật sự luôn đấy. Tức là ở trường Bách Khoa mà để được học sinh giỏi à, hay là học sinh xuất sắc à, thì nói chung nó là cả một cái bước ngoặt kiểu khủng khiếp luôn đấy. Vậy mà ở thời điểm hiện tại thì bạn Giang bạn ấy vẫn đang giữ được cái phong độ của mình để giữ được cái tấm bằng xuất sắc đến thời điểm hiện tại. Nên là đây là một cái điều mà cực kỳ là ngưỡng mộ luôn. À, và có thể là cái phong thái mà Giang toát ra rất là thu hút các bạn học sinh. Thế nên là anh nhìn thấy ở đây có rất là nhiều các bạn comment đấy là FC anh Giang, FC anh Giang vô nguyện vọng Bách Khoa. Một lát nữa này, kiểu gì cũng là FC anh Hưng này, rồi thì FC anh Hoàng này. Chỉ còn, không còn là FC MC. Chị Hiên thôi. Không, chị không còn FC chị Hiên thôi. Không, có bạn comment ở đây đấy là chị Hiên vẫn là chòi loa nhất. À thế à. Thế là chị cứ yên tâm nhá. Vẫn là chòi loa nhất đúng không? Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi. Đúng không? À, câu hỏi tiếp theo muốn gửi đến ba vị khách mời của chúng ta đó là nếu được quay trở lại thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia, điều đầu tiên các bạn sẽ làm là gì? Em sẽ làm điều gì? Các bạn có cần suy nghĩ không ạ? Rồi. Ví dụ như là ngủ nhiều hơn này, hay là gì đó. Rồi ok, xin mời Phan Hoàng. Dạ, với câu hỏi này, nếu mà được quay lại thời gian ôn thi cấp ôn thi trung học phổ thông thì em nghĩ là em sẽ chơi nhiều hơn là bởi vì hiện tại là em vẫn thấy kiểu thiếu những cái kỷ niệm ở thời cấp 3 và em vẫn còn rất nhiều điều hối tiếc, em nếu mà được quay lại em sẽ chơi nhiều hơn. Ok ok. Rồi nào Giang thì sao em? À, bây giờ sinh năm 2 rồi thì em thấy là cái việc đi đại học nó thực sự quan trọng, tuy nhiên là nó các bạn không cần quá áp lực. Và bây giờ nếu mà em được trở lại cái thời mà ôn thi đại học thì em nghĩ là sẽ dành thời gian nhiều hơn cho các bạn trong lớp, chơi nhiều hơn thì có nhiều kỷ niệm hơn. Vẫn ôn thi nhưng mà cái thời gian nó sẽ được phân bố lại nhiều hơn cho các bạn và nhiều kỷ niệm hơn. Vẫn tiếp tục là chơi nhiều hơn. Rồi. Một người nữa. Nếu mà em được quay lại thì em sẽ không muốn làm gì, em chỉ muốn quay lại để tận hưởng lại cái thời gian quãng thời gian ôn thi cùng các bạn ạ. Đúng là một người lớp trưởng lúc nào cũng lo lắng cho các bạn và mong muốn có được những cái kỷ niệm cùng với các bạn, đúng không nào? Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ có một câu hỏi này này. Chị tin là rất là nhiều fan nữ của các bạn đang xem cái phần phát trực tiếp này quan tâm này. Câu hỏi nhanh cho các bạn như sau: lên đại học sẽ được phát người yêu phải không? Sao thế? Các em Các bạn có thể dơ về cảm xúc. Những cái icon mà chị không hề mong muốn nhìn thấy các em ạ. Các bạn ơi, các em ơi, lên đại học sẽ được phát người yêu phải không? Tại sao các bạn lại gọi là đều thả buồn hết nhở? Trời ơi, nào chị muốn lắng nghe những cái lời giải trình từ các em xem sao. Xin mời Phan Hoàng. Thực sự là trước khi bước vào cánh cổng đại học thì em cũng có nghe nói là trên đại học được phát người yêu, nhưng mà có lẽ là do em chọn cái trường đại học công nghệ có quá nhiều bạn nam, cho nên chắc nhà trường vẫn chưa phát tới được em ạ. Có thể là đến hết 4 năm đại học em sẽ được phát, hoặc là sau buổi ngày hôm nay sẽ có những người tự động gọi là tự nguyện có thể kiểu kết bạn với em, đúng không? Rồi. Anh tin rằng là trong buổi ngày hôm nay follow của em sẽ tăng lên rất là nhiều đấy. Và rồi, tiếp theo thì xin mời ý kiến của Giang. Giống như Hoàng, em cũng học một trường kỹ thuật khá là đông bạn nam. Và từ đến bắt đầu rồi cũng chưa thấy phát bạn trai. Và bây giờ phát người yêu ạ. Và bây giờ chị hỏi thì em bắt đầu thắc mắc là không biết là trường kỹ thuật mà phát người yêu thì không biết là phát cho em bạn trai hay bạn gái nữa. À, cái này thì cũng không có mong muốn của em đúng không? Rồi ok, cảm ơn Giang ạ. Xin mời chuyển đến cho Hưng ạ. Em thì cũng chờ từ lúc đầu lên đại học đến bây giờ mà vẫn chưa thấy trường có thông tin về việc phát bạn gái, nên là em mất dần hy vọng rồi ạ. Ôi, đáng lẽ nhà trường phải thông báo cho các cán bộ trước chứ nhở? Tại sao mà lại cán bộ mà lại chưa đến lượt nhở? Các cán bộ thì chủ yếu đều là nam thôi, làm việc với nhau nên là cũng như nhau cả. Như nhau cả thôi đúng không? Rồi ok. Thì mặc dù là lên đại học các bạn không được phát người yêu, nhưng mà trong buổi live stream ngày hôm nay thì anh thấy là có rất là nhiều bạn nữ. Các bạn comment là em ở đây từ chiều đợi anh, với em ở đây đợi anh mòn mỏi. Rồi, rất là nhiều những cái comment ở đây, đúng không? Rất là nhiều những cái comment của các bạn ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giải đáp nhá một số những cái câu hỏi ở trên cái phần phát trực tiếp này mà các bạn để lại. Các em ơi,
Bây giờ thì các bạn nếu như mà có bất cứ cái thắc mắc gì về các cái trường, các cái ngành mà có thể thi được khối A và môn toán là chủ đạo ấy, ví như là A0 này, đúng không? A1 này, thì các em sẽ nhanh chóng để lại câu hỏi và chị sẽ chuyển cái câu hỏi này đến cho các bạn ấy nhá. Được không nào? Các bạn ơi, bắt đầu đặt câu hỏi nhá. Chúng mình không fan anh này, fan anh kia nữa mà nhanh chóng đặt câu hỏi để chị sẽ biên tập lại và sẽ gửi đến các bạn ấy nhá. Rồi chị cần một số các cái câu hỏi ạ, bác biên tập ạ. Đưa cho chị một vài câu hỏi nhá. Được không nào? Và trong quá trình mà các khách mời của chúng ta giải đáp các câu hỏi phía trước thì các bạn vẫn có thể tiếp tục là đặt cái câu hỏi thì là ban kỹ thuật sẽ gửi đến các vị khách mời được không ạ? Ok các bạn thân mến. Ở đây thì chị đã có một cái câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn rồi. Được biết rằng là bản thân bạn Hưng ấy, bạn ấy đã tìm hiểu rất là nhiều thứ về các cái ngành mà chúng ta học khối A, học môn toán đang hot bây giờ. Và thêm vào đấy thì bản thân Hưng cũng muốn chia sẻ với các bạn ý nhiều hơn về những cái trường mà kiểu chúng ta coi là kiểu đang hot một chút hay là theo từng phân bổ điểm ấy. Thì em có thể phân tích rõ hơn cho các bạn đang xem livestream này giúp chị được không? Như về khối A thì chưa bao giờ hết hot rồi. Và điểm khối A thì với các trường thường rất là cao. Giống như các trường top đầu như là trường Bách Khoa hay là Kinh tế Quốc dân hay là Ngoại thương, với cả những cái trường trường kinh tế như ngoại thương hay là những trường của đại quốc gia thì điểm cũng rất là cao. À, đấy. Nhưng mà có những cái phân khúc điểm khối A cũng vừa, có những vừa tầm với các bạn nên là cũng rất là nhiều lựa chọn. Và hơn nữa thì ngoài khối truyền thống A0 là toán lý hóa ra thì các bạn có thể lựa chọn thêm mấy khối như là toán lý Anh, cũng rất nhiều lựa chọn, có thể chọn các trường tiếng này, các trường về kinh tế, kỹ thuật cũng có, hay những cái trường về sư phạm toán này, sư phạm lý rồi nhiều. Hoặc có một ngành mình thấy năm nay với năm ngoái cũng rất là nhiều bạn chọn là ngành cái D07, nghĩa là toán hóa Anh, cũng là một lựa chọn rất là tốt. Và cũng nhiều trường tuyển cái khối ngành này. Nên là các bạn không phải lo là học khối A hay sẽ bị kiểu như là lạc hậu đâu. Vì có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Và cũng có rất nhiều cái phân bố điểm phù hợp để các bạn có thể lựa chọn. Ok, rất là cảm ơn Hưng về chia sẻ này. Chúng ta có cái câu hỏi thứ hai dành cho các bạn khách mời ngày hôm nay. Đó là cái khu vực Cầu Giấy ấy, nó là một cái khu vực rất là sôi động, đúng không ạ? Cực kỳ là năng động. Và nhiều bạn hỏi là nếu như mà học khối A ấy thì có thể thi được những cái trường nào ở cái khu vực Cầu Giấy hoặc là giáp cái khu vực Cầu Giấy này không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trong những gọi là anh nhà ở Cầu Giấy đây, được không ạ? Đây, anh Phan Hoàng, nhà ở Cầu Giấy sẽ giải đáp cho các bạn biết là ở trong cái khu vực này thì chúng ta có những cái trường nào mà có thể thi được khối A và các cái khối A0 này, A1 này, đúng không ạ? Nào, xin mời Phan Hoàng. Dạ vâng, chị, ở khu vực Cầu Giấy, với hai năm kinh nghiệm em là ở khu vực Cầu Giấy này thì em thấy là có rất nhiều lựa chọn dành cho các bạn. Đối với những các bạn thi khối A, kể cả về các bạn muốn học về kỹ thuật hay kinh tế như bạn Hưng nói, thì đều có những cái trường như là to nhất thì có thể kể đến là Đại học Quốc gia Hà Nội. Về kinh tế có thể là thương mại, hay các bạn có thể là sư phạm, hay là Đại học Điện lực, hay xa hơn một chút nữa có thể là Đại học Công nghiệp, Mỏ Địa chất, hay là về cả tài chính nữa. Các bạn cũng có thể lựa chọn rất là phong phú. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Giang, anh nghĩ là anh sẽ chọn một cái câu hỏi ở đây mà rất nhiều bạn quan tâm. Đó là không biết là anh Giang có thể cho các bạn một cái lời khuyên hay là cái tip ôn toán ở giai đoạn này rất nhiều bạn quan tâm. Và làm thế nào để có thể qua chống liệt, thì có bạn thì hỏi là chống liệt này, có bạn thì hỏi là làm thế nào để được trên 6,5 này, có bạn thì hỏi là làm thế nào được trên 7. Xin mời bạn Giang. Nên là các bạn cũng khá là quan tâm đến môn toán, việc học môn toán. Ngay bây giờ thì em chưa thể nghĩ ra những lời khuyên quá là chi tiết cho các bạn được. Nhưng mà về cơ bản thì em khuyên các bạn là đầu tiên để các bạn được chống được liệt thì chắc chắn các bạn phải làm được những câu nhận biết, những câu dễ. Thì hãy là chắc chắn với những câu dễ nhận biết đó, không để mất điểm. Thứ hai là để được 6.5 qua điểm trung bình thì cái chiến lược làm bài rất là quan trọng. Thì như các bạn đã biết thì trong đề thi đại học sẽ có những cái phân khúc bài khác nhau, như là nhận biết,
thông hiểu rồi vận dụng cao, đúng không ạ? Thì hãy nhận biết được những câu nào là câu nhận biết, câu nào là câu thông hiểu, câu nào là câu vận dụng và vận dụng cao. Để 6.5 thì chắc chắn các bạn phải làm được những cái hai cái dạng, đó là nhận biết và thông hiểu. Và vận dụng thì các bạn có thể dành thời gian, một số ít thời gian để luyện tập, làm được một vài bài thì em nghĩ 6.5 sẽ là trong tầm tay của các bạn rồi. Trời ơi, tức là chị cảm giác là có một cái gì đấy nó rất là khoa học ở đây á. Thực sự là như vậy. Các em ơi, các bạn có mong muốn là sẽ có một cái buổi chia sẻ về toán mà chị sẽ mời lại những bạn này không? Về việc học môn toán hoặc là chữa cho các bạn một cái đề toán nào đấy. Các bạn có mong muốn điều đấy không? Nếu như mà các bạn mong muốn điều đấy thì hãy nhanh chóng chia sẻ phần livestream này giúp cho chị và con mình nhiều hơn nhé. Có một cái thông tin vui mà chúng ta vừa nhận được ở đây, đó là fanpage Học Văn Chị Hiên đã chính thức được hơn 50k like lượt thích rồi. Và đấy là một cái điều mà team Học Văn Chị Hiên cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi ạ. À, và có bạn ở đây comment đấy là anh Giang là điểm nhấn rồi. Thì nhân tiện anh Giang là điểm nhấn thì là được biết là Giang là sinh viên của Bách Khoa. Thì anh cũng muốn là Giang có thể chia sẻ nhiều hơn về các khối, các trường này xung quanh khu vực Đại học Bách Khoa. Đúng rồi, Bách Kinh Xây đấy. Bách Kinh Xây, một đúng khu rồi. Vực rất là năng động. Xin mời Giang. À, đúng như Luân nói đi, khu vực Bách Kinh Xây một khu vực khá là nổi tiếng ở Hà Nội trong các trường đại học. Rõ nhất thì các bạn thấy là Bách Kinh Xây thì có thể là Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân và Xây dựng. Đó là ba trường trong khu vực lớn trong khu vực Bách Kinh Xây mà các bạn có thể thi. Và ba cái trường này thì đều tuyển các cái ngành, có các cái ngành mà có khối chứa môn toán, bao gồm môn toán. Ngoài ra thì khu vực Bách Kinh Xây còn có gần đó sẽ có là Học viện Ngân hàng, một trường kinh tế cũng khá là hot. Xa hơn ở Nguyễn Trãi sẽ có Học viện An ninh. Học viện An ninh là đối với các bạn nam này cực kỳ hot đấy. Đúng rồi. Điểm rất là cao và các bạn học khối A1 thì sẽ là phù hợp cho cái trường Học viện An ninh này. Còn ngược lại, ở mặt ngược lại thì các bạn có thể tìm đến Đại học Dược cũng không hề kém cạnh các trường đại học kia. Và đó em nghĩ là những trường đại học nổi bật trong khu vực Bách Kinh Xây. Ok, rất là cảm ơn Giang về lời chia sẻ của em. Chị có biết là ở trong cái khu vực Cầu Giấy ấy thì có một cái trường mà đã lọt vào top 100 đúng không? Top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Đó là Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Và chị được biết là khách mời ngày hôm nay cũng có một số bạn đang học ở Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, đúng không ạ? Và chị rất là muốn có thể tìm hiểu sâu hơn về ngôi trường này. Và chị xin mời phần chia sẻ của cán bộ, được không ạ? Xin mời bạn Hưng nhá, xin mời bạn Hưng chia sẻ sâu hơn, giúp cho các bạn có thêm hiểu biết, được không nào? Nói về Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì Trường Đại học Quốc gia Hà Nội không phải định nghĩa một trường đại học mà nó bao gồm rất nhiều các trường thành viên. Cũng có thể kể đến như là Trường Đại học Ngoại ngữ rất là nổi tiếng. Về có thể các bạn có học về tiếng, chuyên về tiếng rồi học ngoại ngữ rất nổi tiếng. Hoặc là những trường như Đại học Kinh tế cũng rất hot. Đại học Công nghệ như về chuyên về công nghệ, kỹ thuật như mình đang học vậy. Hoặc là có thể về giáo dục có Trường Đại học Giáo dục. Và cũng có thể các bạn muốn theo ngành y dược mà có thể các bạn mà những trường đại học y hay đại học dược thì điểm quá cao thì các bạn có thể đăng ký khoa y dược của Trường Đại học Quốc gia. Thì tất nhiên là không phải là chương trình đào tạo không tốt mà là do là các khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia ấy, thì có thể các bạn biết đến Đại học Quốc gia nhưng các bạn có thể không ít bạn biết đến các cái trường hay các khoa của thành viên của Đại học Quốc gia. Đấy, nên là chất lượng của Đại học Quốc gia thì không phải bàn rồi đúng không ạ? Nằm trong top 100 của trường đại học, các trường đại học trên thế giới. Ngoài ra thì cũng có cái khoa chất lượng cao, các trường chất lượng cao đào tạo liên thông quốc tế như các khoa quốc tế này hay các cái trường thiên về nghiên cứu như là trường nhân văn hay là trường tự nhiên. Đấy, nên là Đại học Quốc gia thì có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Ok, Phan Hoàng có muốn bổ sung gì thêm không em? Về trường của em đang học đi, hay là về ngành mà em đang học đi, chị rất là muốn em có thể chia sẻ thêm. Đối với Trường Đại học Quốc gia, cá nhân em cảm thấy đó là về chất lượng đào tạo trước thì em thấy chất lượng đào tạo khá là ổn và cũng không hề thua kém gì so với các cái trường nổi tiếng khác. Và điều thứ hai em quan tâm và có nghĩa là em nghĩ là các bạn 2K2 cũng sẽ quan tâm, đó là mức học phí cũng tương đối là hợp lý và cái môi trường học tập cũng khá là năng động này và cũng rất là tốt cho mọi người, em nghĩ là như thế. Chương trình này hoàn toàn không phải là PR cho Đại học Quốc gia nhá, mà chỉ ở đây là các bạn sinh viên, các bạn ấy đang nói thẳng, nói thật và nói đúng thôi. Thế nên chị hy vọng là trong cái quá trình mà các bạn tìm hiểu về bất cứ một ngôi trường nào thì chúng ta sẽ có thể lên website hoặc là lên fanpage để có thể gọi là cập nhật những cái thông tin tốt nhất
được không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn ấy, được không nào? Có một cái câu hỏi mà các bạn nữ đang hỏi rất là nhiều là như thế này, đó chính là các bạn nam mà học kỹ thuật thì có khô khan không? Chị xin mời ạ, câu hỏi từ bạn trả lời từ bạn Hưng trước đi. Xin mời Hưng. Nói chung là tùy mọi người đánh giá, còn theo mình thì cũng không quá khô khan đâu. Tại vì trường kỹ thuật thì nhiều trai mà cũng có bạn này bạn kia, nên cũng phải không phải tất cả đều khô khan đâu, nên là em cũng là một người không phải là người khô khan đúng không? Rồi, ok. Nào xin mời tiếp tục Giang, xin mời em. Em theo nghĩ thì là nó tùy cách nhìn của mọi người, giống như bạn Hưng vậy. Thì có thể các bạn nữ nhìn vào trai bách khoa ăn mặc không được bạch bao, không được là trau chuốt như các bạn trường kinh tế. Tuy nhiên thì theo đánh giá của em thì trai kỹ thuật thì không hề khô khan, các bạn cũng rất là vui tính và hòa đồng. Vui tính và hòa đồng và hài hước rất là ok, không có vấn đề gì cả. Các bạn ơi hãy thay đổi góc nhìn về trai kỹ thuật nhá. Rồi còn Phát Hoàng thì sao em? Thực ra trả lời việc trai kỹ thuật có khô khan hay không thì thực sự là khó cho em. Em cũng không biết là nên trả lời thế nào. Thế nhưng mà em được biết là tháng 5 vừa rồi là vừa trải qua sinh nhật của chị Hiên. Thế nên là hôm nay đến với talk show của chị thì em cũng muốn quà nhỏ muốn dành tặng cho chị ạ. Chúc chị ơi. Sinh nhật vui vẻ. Ôi trời ơi các bạn ơi. Chị thật sự là không biết là nên nói điều gì ở bây giờ nữa. Chị rất là cảm ơn bông hoa của em, rất là đẹp các bạn ạ. Và qua cái hành động như vậy thì bản thân chị nghĩ rằng là chị rất là cảm ơn Hoàng nhá về món quà của em, rất là cảm ơn các em. Qua cái món quà của Hoàng thì chị cảm thấy là thực sự là trai kỹ thuật hay là trai công nghệ thì không hề khô khan một chút nào các bạn ạ, mà các bạn đấy sống rất là tình cảm, thực sự là như vậy. Thế nên là chị mong là chúng ta sẽ gọi là dần dần có những cái góc nhìn khác hơn để tìm ra những cái nét đáng yêu từ các bạn ấy, được không nào? Và vốn dĩ là Phan Hoàng đã có rất là nhiều fan ở đây rồi, nhưng mà sau hành động vừa rồi thì ôi chú ơi, đúng rồi, anh Hoàng thì ngọt thế, rất là nhiều những cái comment. Bây giờ thì thời lượng của chúng ta đã là mấy giờ rồi nhở? 21 giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tạm thời dừng lại cái phần chia sẻ ở đây. Mặc dù chị biết là có rất là nhiều những cái câu hỏi đang được đặt ra cho các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa. Đây sẽ là cái phần quan trọng nhất và dành cho các em đây. Các bạn ơi, ai muốn được nhận quà? Chúng ta có quà ngày hôm nay chính là hai cuốn sách Săn Tán Cộng và ba cái khóa học của chị, ba khóa học 10 ngày cuối cùng của chị sẽ dành cho 5 bạn may mắn nhất. Và bây giờ thể lệ của chúng ta là hãy comment lại một cái câu nhận xét của các em về những gì mà anh chị đã chia sẻ ngày hôm nay. Và bây giờ thì ngay lập tức anh chị sẽ xem là các bạn có được những cái cảm nhận như thế nào và những cái lời cảm nhận ấn tượng nhất thì chúng ta sẽ nhận được quà. Và chúng ta sẽ trao quà ngay tại đây cho các bạn luôn, được không nào? Và thời gian của các bạn thời gian của các bạn sẽ bắt đầu và các bạn sẽ nhanh chóng tag bạn bè của mình và chia sẻ nhé. Bởi vì như thế thì chúng ta mới hợp lệ, được không ạ? Rất là ít khi mà chị Hiên tặng nhiều quà như vậy cho các bạn, nên là chị rất là muốn các bạn hãy nhanh chóng. Rồi, chị đã thấy rất là nhiều bạn em ở đây rồi. Nhanh chóng bạn nhận quà cho các em. Và các bạn ơi, các bạn hãy bắt đầu để lại những cái comment của mình mà các bạn cảm thấy ấn tượng nhất đối với các vị khách mời của chúng ta nhá. Các bạn ơi, nhanh chóng ạ. Rồi, tất cả các bạn ơi, comment lại cái lời nhận xét của các bạn tại đây, chứ không phải là em nhá. Được không ạ? Muốn nhận quà miễn phí thì ngay lập tức. Rồi, các bạn đang comment rất là nhiệt tình. Và ba anh đẹp trai chuẩn bị tinh thần để lựa ra một bạn may mắn trong ngày hôm nay nha. Ba vị khách mời của chúng ta sẽ là người chọn ra những cái những bạn may mắn để trao quà. Thế chia sẻ đã, chia sẻ này, tag bạn bè này và comment lại một cái câu các bạn ấn tượng. Các bạn cố gắng comment mặn mà một chút để tạo được ấn tượng với các bạn kỹ thuật ở đây nha. Các vị khách mời của chúng ta đây nha. Mặn mà một chút nha. Anh Hưng ngày trước có thi chương trình gì không ạ? Chỉ là em thấy quen. Em có thi chương trình gì không Hưng? Em thì chưa thi chương trình gì. Bạn Hưng bạn bảo là bạn ấy chưa có thi chương trình gì cả Nhật Anh ạ. Rồi, các bạn ơi, nào nhanh chóng chia sẻ này. Sau đó comment lại một cái câu mà các bạn cảm thấy ấn tượng. Rồi, các bạn đã thấy một vài bạn, các bạn bắt đầu tăng bạn bè của nhớ mình. Nhớ nhé, là chúng ta sẽ có 5 bạn nhận được quà ở trong buổi tối ngày hôm nay. Kỹ thuật có thể cho một chút nhạc được không ạ? Cho một chút nhạc gì đấy nó sôi nổi một chút được không ạ? Để trong cái thời gian và đợi các bạn ấy đang comment, được không nào? Buổi hôm nay rất bổ ích, em có thêm được nhiều kinh nghiệm và động lực để ôn thi hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ok, các anh đẹp trai quá.
Các anh đã các anh đẹp trai quá. Gì nữa? Các anh đã nỗ lực và đạt được thành quả. À, nếu được quay trở lại thì đại học thì sẽ chơi nhiều hơn. Nào các bạn ơi, để lại một cái comment thật là ấn tượng nhé. Comment của bạn Huyền Nguyễn, okay. Đó là sau buổi livestream này thì em có cái nhìn khác về các bạn trai kỹ thuật. Đúng rồi. Buổi hôm nay rất bổ ích rồi. Một chút nhạc cho chúng ta nha. Trong lúc mà các bạn đang comment. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chị sẽ nhờ các bạn nhé. Các em sẽ chọn ra cho chị một cái comment mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất. Nè, giúp chị. Em kéo xuống cũng được. Em kéo xuống lần lượt chọn nhé. Kéo xuống thì mới nhìn được. Lần lượt chọn nhá. Và em sẽ nêu tên giúp chị bạn nào nhá. Cứ đọc hết phần dưới đi. Đó. Cứ để đi, sẽ có rất là nhiều comment dành cho các bạn đấy. Nào. Rất là nhiều comment gửi đến các anh ở đây đúng không ạ? Ví dụ như bạn Thanh Hương có nói là thứ một là các anh đẹp trai, chị Yên xinh gái. Thứ hai là các anh chia sẻ rất nhiệt huyết. Và thứ ba là em đã khắc ghi khác về trang nghệ thuật. Ok. Hy vọng rằng là các khách mời của chúng ta sẽ chọn comment của bạn Thanh Phương. Nào. Bạn nào ạ? Em sẽ chọn bạn Thúy Kiều ạ. Bạn Thúy Kiều. Chúc mừng Thúy Kiều ạ. Trợ lý sẽ ghi lại giúp chị nhá. Một lát nữa thì bạn Thúy Kiều có thể inbox về trong fanpage để bạn có thể nhận được quà nhá. Ok, tiếp tục nào. Tiếp tục đi ạ. Xin mời bạn Giang. Các bạn kỹ thuật vẫn có thể tiếp tục cho nhạc được không ạ? Các bạn kỹ thuật tiếp tục cho nhạc đi ạ. Có rất nhiều cái comment ở đây. Các bạn có thể kéo xuống rất là nhiều những comment mới các bạn vừa mới gửi đến đấy ạ. Cứ lựa một bạn đi ạ. Ví dụ ở đây thì có thấy này, em thấy anh Giang là người ấn tượng nhất này. Rất là nhiều comment. Đây, một comment của bạn Ngọc Huế viết khá là dài, rất là tâm huyết với cả chương trình. Giang có thể đọc lên được không ạ? Đây là nụ cười của anh Hoàng quá chói chang ở tim em đang loạn nhịp. Ok, Ngọc Huế đúng không? Rồi, okay. Bạn Ngọc Huế nhá, hãy liên lạc lại với fanpage để nhận quà của chúng mình, đúng không nào? Tiếp tục còn một bạn nữa nào. Bạn tiếp theo nhận được quà ở trong buổi tối ngày hôm nay là gì ạ? Thế à, nhiều quá. Sao ạ? Có bạn nào thân quen với em một chút không? Cái tên nào thân quen với em một chút không? Thanh Phương ạ. Bạn Thanh Phương đúng không ạ? Ok, em sẽ đọc cái lời đó lên giúp chị nhá, để chị biết nhá. Cảm ơn anh chị đã có những lời khuyên bổ ích, nhất định sẽ đấu thương mại để gặp các anh. Ok, anh chị cũng đang rất là mong đợi các em. Ok, chúc mừng Thanh Phương. Thanh Phương nhắn tin về fanpage của các chị Hiên nhá. Rồi, nào tiếp tục, bây giờ thì sẽ là bạn Luân lựa chọn một bạn đi. Và chị sẽ lựa chọn một bạn cuối. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều những cái comment. Và được rồi, mình sẽ chọn một cái comment ngẫu nhiên. Và mình thấy rất là ấn tượng với comment của bạn Đặng Huyền Trang. Bạn Trang có nói rằng là cảm ơn chị Hiên và team chị Hiên rất nhiều. Một buổi talk show quá ý nghĩa và cần thiết. Hy vọng sẽ còn nhiều buổi như thế nữa để giúp chúng em tự tin hơn trong quyết định của mình trên con đường tương lai. Ok, vậy là bạn Huyền Trang sẽ nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên để nhận quà từ fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Bây giờ thì sẽ là đến chị sẽ là người cuối cùng lựa chọn ra một cái comment ấn tượng. Trời ơi, chị nhấy nhiều gương mặt học sinh quen thuộc quá. Ok, chị sẽ lựa chọn bạn Mai Duyên gì đó đây ạ. Buổi live hôm nay rất có ích đối với em ạ. Em khá ấn tượng với ngành kỹ thuật và sẽ tìm hiểu về ngành này ạ. Các anh đã tạo động lực cho em rất nhiều, em cảm ơn ạ. Love 3000, đúng không nào? Rồi, chị sẽ lựa chọn bạn Mai Duyên. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã có 5 bạn rồi. Đúng chưa? Chúng mình đã có 5 bạn rồi. Các em thân mến, chúng ta đã cùng với nhau trải qua về cái thời lượng hơn 1 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay. Và thay mặt cho dự án Học Văn Chị Hiên, cho team Học Văn Chị Hiên, thì chị có những cái món quà dành cho các vị khách mời đã tham dự ở trong buổi tối ngày hôm nay, dành thời gian cho team chị Hiên tham gia vào chương trình Sinh Viên Nói. Và bây giờ thì chị sẽ nhờ bạn Lệ Tân sẽ mang ra giúp chị nhé. Ok, đây ạ, nhờ bạn Luân sẽ trao giúp cho chị được không nào. Bây giờ sẽ là cái phần quà mà chúng mình sẽ dành tặng cho các bạn ấy ngày hôm nay, đúng không ạ? Rất là cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã nhận lời tham gia ở trong talk show này với những cái câu chuyện cực kỳ là thật, đúng không ạ? Rất là chân thực, nói đúng chất của sinh viên. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ còn một cái phần cuối nữa.
đó sẽ là chúng ta sẽ nói một cái lời truyền động lực đến các bạn 2K2. Vì chị biết rằng là các bạn ấy đang là rất là vất vả với cái cuộc chiến với cái kỳ thi này của mình. Nên chị hy vọng là ba anh ngồi ở đây sẽ có thể đem đến cho các em một cái lời động viên để các em ấy cố gắng hơn nữa trong chặng đường phía trước. Được không nào? Xin mời trước tiên. Trước tiên xin mời anh đẹp trai nhất Phan Hoàng, xin mời. Em chỉ muốn nói với các bạn 2K2 là cánh cửa đại học là một thử thách và cũng là một cơ hội mở ra đối với các em. Thế nên là hãy là thật mạnh mẽ, bước qua và anh tin là các em sẽ làm được. Chai ở đúng không? Chai ở đúng không? Rồi, làm tiếp tục. Xin mời bạn Giang. Em muốn gửi đến các bạn 2K2 một câu đó là cuộc kỳ thi sắp tới là kỳ thi rất quan trọng. Tuy nhiên là nó không thể vượt qua được, mà em luôn tin các bạn sẽ làm tốt và sẽ đạt được ước mơ của mình. Và chúc các bạn hãy tự tin và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Anh sẽ đợi cho em ở bài khoa, đúng không? Rồi, ok. Xin mời, tiếp tục đã. Mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn đừng lên quá áp lực với cuộc thi. Hãy để tâm trí thoải mái, bình thản. Cứ bình tĩnh ôn thi thôi. Vì đại học có rất nhiều cánh cửa, rất nhiều cơ hội đại học mở ra. Chứ không phải bạn có thể nhiều lựa chọn khác mà. Nên là cứ bình tĩnh, hãy làm tốt nhất mình có thể. Và nếu mà có mục tiêu thì hãy cứ làm mục tiêu của mình theo cách tốt nhất. Ok, rất là cảm ơn Hưng. Tiếp tục nào. MC ngày hôm nay có gì muốn chia sẻ cùng với các bạn không? Rồi, rất là vui trong buổi ngày hôm nay thì khi mà mình tiếp tục có mặt tham gia trong livestream của Học Văn Chị Hiên và cũng muốn gửi đến các bạn 2K2 thì là ở thời điểm hiện tại anh cũng biết nó là chúng ta vừa mới qua cái dịch Covid thôi. Các bạn bị tác động khá nhiều bởi cái yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên rằng là anh tin rằng là khi mà các bạn có thể, các bạn tin rằng mình có thể thì các bạn sẽ làm được. Thế nên là hãy cố gắng thể hiện cái bản lĩnh của mình các bạn nhé. Cố lên! Còn chị nữa thôi đúng không? Các bạn ơi, ngày hôm nay chị thật sự rất là xúc động khi mà được tham gia trong một cái chương trình mà team Học Văn Chị Hiên đã đầu tư rất là nhiều để có thể đem lại một cái chương trình đồng hành bổ ích nhất đối với các em. Ngày hôm nay có mặt cùng với các bạn ở trong phần livestream này, chị chỉ muốn gửi tới cho các bạn một thông điệp, đó là buổi sáng thức dậy, người gọi các bạn dậy không phải là tiếng chuông báo thức mà chính là ước mơ của các bạn. Sẽ còn rất nhiều thứ chúng ta cần phải thực hiện, thế nên không phải là bây giờ thì là bao giờ, đúng không nào? Ngay sau cái phần kết thúc phần livestream này, chị mong rằng là các bạn hãy định hình lại về cái mong muốn của mình, định hình lại về cái ước mơ của mình và hãy nỗ lực hết sức. Chị tin chắc chắn là các em sẽ thực hiện được. Cố lên, chai vô, được không nào? Các bạn ơi, có lẽ là cái phần livestream của chúng mình thì ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, được không ạ? Chúng ta sẽ kết thúc phần livestream tại đây và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia cùng với chị này, chia sẻ này với các bạn ý nhiều thứ. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp lại các bạn ở trong số tiếp theo của chương trình Sinh Viên Nói, với cái slogan của chúng ta là Sinh Viên Nói, nói đúng chất sinh viên, được không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.